đầu tiên của đội bạn ở trong siêu này. Vâng, Foya, bên này là Hitty và AC. Như vậy là đánh giá về quần thì là cân, nhưng bạn sẽ dễ đánh hơn với một chém tuyển của Yamato. Foya, AC, Hit, tứ quý tuyển dành cho cả hai bên ở trong trận đấu này. Chúng ta đến với Hello Chip Boy. Trận trước thì không xem Chip Boy khi mà vâng sẻ có một tên lọt vào nhà của Thủ Vi. Nhưng trận đó một trận đấu mà Chip Boy cũng thiếu rất tốt khi mà đã chơi chết kiếm thủ He, người cầm Per. Một vài Persian của He dường như là hơi xấu thì phải. Màn hình máy của Chibo, người cầm Hit trong trận đấu này. Với một trận đấu mà bên phía bên Game TV có tới hai quần tuyển Hit và AC, thì có lẽ rằng sẽ một trong hai game thủ sẽ phải đánh chém. Chứ đánh hai cùng sẽ là rất nguy hiểm ở trong cái map này, bởi vì đây chỉ là map lag thôi, một cái map rất nhỏ và chém sẽ chiếm được lợi thế rất nhiều ở trong thời điểm đầu tiên, nên cần có người đánh chém. Và không biết rằng người đánh chém đó sẽ là ai. Tôi đang nghi ngờ rằng cái bài của Chip Boy sẽ phải đánh chém trong trận đấu này. Và đây là một cái bài mà rất lằng ngoằng để đánh cung, rất lằng ngoằng. Tham dân, vâng, Bi và chim trẻ đang chậm dần so với He và Chip Boy. Chúng ta đến với sẻ xem nào, bài sẻ của anh được cung không? Vâng, bài sẻ thậm chí còn không có rừng cơ. Vâng, thế mắc bệnh trong trận đấu này đó chính là AC là người đánh chém để cho Hitty là người đánh cung. Bởi vì đây là hai đội cung như nhau, nhưng AC lại là một loại quân mà có khả năng ép đời tốt hơn Hitty, nên AC nên là người đánh chém. Nhưng ra Hitty đánh chém cũng được. Hitty đánh chém thì nó sẽ hóa thành con Katha. Không có rừng. Đấy rồi, đã thấy cánh rừng, một cánh rừng dừa. Vâng, bài của game thủ chim trẻ nắng là bài ba voi và hai hiêu, hai đàn hiêu, 24 dân chuyển về kích đời, không như vậy là 25 dân và sẽ kích đời ở trong đầu 8. Kích 807 từ đuôi sớm. Bây giờ sẽ là cắt dân ra để có thể ăn đàn hiêu thứ hai. Vâng, sẽ là chiếc nhà bé thứ hai dành chim sẻ sẽ cung rồi sẻ. Cung ấy chém em. Và khả năng đánh chém rồi, tôi nghĩ đánh chém nên vâng sẽ an toàn hơn ở trong trận đấu này. Đây tỏ có thêm rất nhiều voi, thêm hai con voi nữa. Và sẽ đang muốn cho con voi này về nhà. Nếu không nhầm thì sẽ muốn cho con voi này về nhà. BB quay trở lại với Chip Boy. Chip Boy bắt đầu có quả. Hốc không? Không. Ở chỗ này nhìn có vẻ là bài lòng hoàng lắm. Cánh rừng thì mỏng như tờ giấy. Và trong bóng khung nhà trận đấu này, Chip Boy gặp game thủ màu 7 Yamato. Thế bỏ bài phô mắc bình trong tay của Y. Đây là AC của xe, cũng có một trận ép đời trong đầu 10. Thomas.
kịch 10-49 với bài 25 nông dân của AC. Thế bảo Phô Mắc Bình hình như lên đời rất sớm nhưng chưa thấy điểm số của cầu thủ BB nhảy. Vâng, thông tin nhận về BB đã đào vàng và BB là người lên ngang chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. He á, như vậy lại he. Phô đánh cung sẽ gặp AC đánh chém và vẫn là bài vẽ ruộng rồi. Đây rồi, bãi quả của BB khả năng cao là kéo gần hết dần về rồi, không kéo hết luôn, không còn một con nông dân nào ở bãi quả này. Cùng T đã có đầy thủ và BB đang CA. Một L và sẽ là bánh xe. Bài BB dường như đã kín, không vẩy được enter này. Vâng, sẽ đang muốn chơi con ngựa giò này nhưng bài của BB là rất kín, không được. Một L bánh xe thôi. Vâng, bây giờ sẽ là L2. Bài BB rất kín, phải có một tên tạt cánh rồi, bắt buộc phải tạt cánh để cho chip boy có thể khỏe trong trận đấu này. Nhưng bài chip boy dường như là rất yếu, một bài không quá khung của chip boy. Thằng này chip boy chỉ còn có 21. Hay lại các bài vâng vác dân lên để ô bom rất dị nhân. Cánh rừng siêu mỏng cánh. Thằng này đang đè khi mà BB đang nở ra là rất khủng khiếp. BB cầm phô không mất gì, chip boy có thể xong đều được ít nhất là 3 nhà BA. Lại bị công và tên R đầu tiên đã ra. Một bài chỉ có thể đánh cái kiểu một bò nhỏ đến từ chip boy. Mất một dần. Rất đồng chém của Ia nhưng ăn được con ngựa giỏ. Lên giáp không? 6 con cùng R đang phải thi đấu với 7 con chém và hay đang thi đấu với E tốt. Thế là chip boy mất 2 con cùng R. Một tuần có cánh rừng sắp hết rồi, rất mỏng. Cánh bên kia sẽ có làm được gì không? Vâng, sẽ đang chặn nông dân ăn hoàng của game thủ cầm Yamato. Nhưng Yamato cũng đã có bánh xe. Thăm này là 31, vẫn quanh ruộng. Đủ cho em có thể xong đều ít nhất là 2 chiếc game bây. Và vẫn đang đỡ lại tường cung đoạn đầu tiên của game thủ BB. BB là người đánh 4A. Và đối phương muốn kết động quân để có thể giết chết chim trẻ nắng ở trong trận đấu này. Lạc đà khắc cung R, khắc cả ngựa chém. Nhưng vấn đề là xuống cung R và ngựa chém đang là rất đông. Cung R của BB đang đứng bắn chùa. Tên khoai thị sản. Vẽ thêm ruộng. Nhưng đây là tên em cần phải đỡ được những phải hit and run của BB. Bằng này lạc nào thì vẫn thủ được thôi. Tên đi không chú ý. Phát đảo là tốt. Ăn được 2 cung rồi. Nhưng chiếc bò cần phải khỏe thật nhanh. Chị boy cần phải khỏe thật nhanh. Chị boy vẫn đang đi một cái hốc. Một cái hốc không quá to. Cái hốc có bãi quả thôi. Chưa bắt đầu tụ được một số được cũng là không hề ít thôi nhá. Ốp luôn đi không? Anh nghĩ rằng em nên đi ốp đi. Chứ trận đấu đánh càng về lâu về dài thì càng khó đấy em ạ. Sang nhà chim sẻ đỡ luôn cho chim sẻ. Sang nhà chim sẻ đỡ luôn cho chim sẻ. Và đi hướng đi ốp quân luôn. Ốp càng nhanh thì càng tốt. Lên được cái giáp không? Ăn một bãi gỗ khác, con bãi gỗ này ngay cạnh nhà BL. Sang đỡ cho sẻ đi. Đây là chim sẻ, tham 27. Khả năng tên này sẽ không đỡ được rồi. Bị một tên tạt sang đến từ những con chém của Ia. Đỡ được gì hai con đỡ được vừa chứ. Anh ạ, ruộng chính. Và chúng ta sang tên này đỡ phát và công luôn. Phía dưới ruộng chính, nhà chính. Lên trên một tí.
Thôi tên này én thôi. Tên này tên bắt quân này, bắt tên này và ốp cũng lại được. Mốt thành công, khả năng còn có cửa. Hãy nhìn hình máy của chim sẻ đây là chim voi. Tham 38. Ôm thẳng đi. Ôm thẳng đi. Sẽ đi quân luôn không? Vẫn rất đông. Không hiểu là hay ăn hoàng ở đâu. Số lượng chém của hè đang rất đông kìa. Gặp mùa 7. Đang gặp mùa 7. Bãi vàng đã thấy. Và bán hoàng cũng đã thấy luôn rồi thì phải. Ông chủ là muốn bắt quần trước. Một bài mà hè đánh kiểu điên hoa. Và đang sóc được rất nhiều chém. Tỷ số có lẽ rằng khả năng cao chúng ta sẽ để về đến với trận chung kết ở trong xếp đầu tiên. Nhưng mà bài của Bi đang là khỏe nguyên từ đầu đến bây giờ. Không chết con dần nào. Bãi vàng. Ôm một tơn không? Không, vậy là không ôm. Tỷ số được cân bằng 2 đều và chúng ta có chung kết.